chị đó nữa hả? Các chị ăn mừng nha. Ăn mừng cái gì ạ? Bữa nay em tháng dậy. Bữa giờ mày nóng gì đem vô vậy? Thank you.
bữa nào sắp sửa đi chơi chơi một tí rồi cũng lên rồi nằm luôn. Ở quán. Trước khi đi đánh nó lại rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Không hút, không hút.